tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. Những dấu lạ sẽ tháp tùng kẻ tin: Nhân danh ta chúng sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng, chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhầm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng. Chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe. Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Giêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi có Chúa cùng họ hoạt động và củng cố lời bởi phép lạ kèm theo. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong thời gian gần đây, giáo hội và giáo huấn của Hội Thánh hết sức nhấn mạnh với chúng ta điều quan trọng này, là tất cả mọi hoạt động của giáo hội phải hướng về việc loan báo tin mừng. Và điều đó được thể hiện trong ba cái cụm từ quan trọng của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 đang diễn ra. Đó là hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Tất cả mọi người trong giáo hội phải hiệp thông, hiệp nhất với nhau để cùng nhau tham gia mọi hoạt động trong giáo xứ, trong giáo hội, mà cùng nhau chu toàn cái sứ vụ loan báo tin mừng, cái sứ vụ truyền giáo. Không truyền giáo thì giáo hội không còn là giáo hội nữa. Một giáo xứ mà không truyền giáo thì không còn là giáo xứ nữa. Một linh mục hay một giáo dân không truyền giáo thì không phải là linh mục, không phải là tín hữu của Chúa. Tại sao vậy? Bởi vì truyền giáo nói lên tình yêu của mình đối với tha nhân và đối với Đức Giêsu. Không truyền giáo, mình không có yêu người khác đâu, và mình cũng chẳng yêu Chúa Giêsu, cho nên mình không còn là tín hữu nữa. Yêu ai thì có nghĩa là mình muốn cho cái người đó được hạnh phúc trọn hảo, mà người ta không thể nào có hạnh phúc trọn hảo khi người ta chưa gặp được Chúa là nguồn hạnh phúc, là nguồn sự sống, là nguồn tình yêu trọn hảo của họ. Họ có thể có cái niềm vui hạnh phúc nào đó, nhưng mà rất chóng qua, không thể đầy đủ được. Chỉ khi gặp được Chúa thì họ mới đạt được cái vinh quang, được bình an trong Chúa Ba Ngôi. Từ bây giờ vinh quang hạnh phúc đời sau, bằng không tất cả đều là bèo bọt. Cho nên nếu chúng ta không truyền giáo, không làm cho người khác gặp được Chúa, ta chẳng có yêu họ đâu, không xứng đáng là một tín hữu. Và nhất là không truyền giáo thì chúng ta cũng chẳng có yêu Chúa Giêsu. Mà không yêu Chúa Giêsu thì mình không còn là tín hữu nữa. Truyền giáo thì có nghĩa được gọi là kể một câu chuyện về Chúa Giêsu. Ngày hôm nay giáo hội định nghĩa như vậy. Truyền giáo là kể câu chuyện về Chúa Giêsu. Đặc tính quan trọng của con người là kể chuyện. Ai cũng thích nghe một cái câu chuyện thú vị, hay là đi xem những câu chuyện thuật lại trong sách vở hay trong phim ảnh. Và ai cũng có nung nấu trong lòng mình một cái câu chuyện thú vị mình muốn kể cho người khác. Có những cái nhân vật mà mình yêu mến, mình nung nấu trong trái tim của mình và mình muốn chia sẻ cho người khác. Thế thì có cái nhân vật nào đáng được yêu mến
cho bằng Đức Giêsu. Có ai yêu ta bằng Chúa Giêsu đâu? Không có ai hết. Chúa Giêsu đã đổ đến giọt máu cuối cùng rất đau đớn trên thập giá và chết để yêu thương chúng ta. Ngài lấy thịt máu mình trở thành lương thực cho chúng ta ăn. Có ai yêu chúng ta như vậy? Và không có ai gần gũi chúng ta cho bằng Đức Giêsu, đêm ngày đi theo chúng ta để mà chăm sóc, để mà yêu thương, để mà soi sáng cho chúng ta thấy những cái điều cần phải làm, ban Thánh Thần cho chúng ta, ban đầy đủ sức mạnh cho mình để mình sống một cuộc sống đẹp, đưa chúng ta vào chung sống với Chúa Ba Ngôi ngay từ bây giờ, để lòng mình lúc nào cũng bình an bất chấp mọi khó khăn xung quanh, để sau đó đưa chúng ta vào vinh quang đời đời với Chúa Ba Ngôi, từng ngày chăm sóc chúng ta, từng giây phút ở bên chúng ta. Có ai yêu chúng ta bằng Chúa Giêsu đâu? Có ai gần chúng ta, có ai là bạn thân của chúng ta bằng Đức Giêsu đâu? Chúng ta cần phải đêm ngày tha thiết với Ngài, tâm sự với Ngài. Ngài đồng hành với ta, ta đồng hành với Ngài. Chúng ta ấp ủ Chúa ở trong tim chúng ta, và Ngài là đấng mà chúng ta phải kể, trở thành câu chuyện của chúng ta, kể cho mọi người biết về Đức Giêsu. Và điều đó gọi là làm chứng về Đức Giêsu. Bài đọc thứ hai hôm nay nói với chúng ta, Thánh Luca kể trong công vụ tông đồ, Chúa Giêsu nói rằng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari, cho đến tận cùng trái đất. Và bài tin mừng cũng vậy, hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Trong ngày khánh nhật truyền giáo, Đức Giáo Hoàng nói một cái điều quan trọng là phải làm chứng nhân về Đức Giêsu. Chứng nhân về Đức Giêsu có nghĩa là mình đã sống với Chúa Giêsu rồi. Không ai thương mình cho bằng Đức Giêsu, không ai là người bạn thân nhất với mình cho bằng Chúa Giêsu. Tôi làm chứng điều đó, tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện về Giêsu. Không ai xứng đáng cho mình kể cái câu chuyện với tất cả niềm vui nỗi buồn tha thiết với Chúa Giêsu trong cái câu chuyện đó. Mình không kể câu chuyện về Chúa Giêsu thì mình chẳng yêu Chúa Giêsu, thì mình chẳng phải là tín hữu, không phải là người công giáo. Truyền giáo là kể câu chuyện về Chúa Giêsu. Và bài đọc 2 cũng như là tin mừng nói chúng ta phải làm chứng nhân cho Chúa ở khắp mọi nơi đến tận cùng trái đất. Làm sao tôi có thể loan báo tin mừng ở khắp mọi nơi, loan báo tin mừng đến tận cùng trái đất được? Bản thân của mình thì không làm được như vậy. Nhưng bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần và đồng hành với Chúa Giêsu, chúng ta có thể rất vui làm được chuyện này. Chúa Thánh Thần đôn đốc trong lòng chúng ta, đốt lên cái ngọn lửa trong trái tim, trong cặp mắt chúng ta, để trái tim của mình thường xuyên dõi theo bước chân của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn đi đến với từng người ở trên khắp thế gian này, và Ngài không muốn đi một mình. Ngài muốn các tông đồ, muốn chúng ta cùng đi với Ngài. Cái trái tim của chúng ta, ánh mắt của mình dõi theo chân của Chúa Giêsu, và bằng lời cầu nguyện tha thiết mình cầu nguyện cho các linh hồn ở nơi này nơi kia. Cái sức mạnh của lời cầu nguyện rất là mãnh liệt. Chúng ta biết là Thánh Teresa Hải Đồng cầu nguyện tha thiết cho một cái tên cướp Prangini giết 3 người chỉ về một vài cái của cái vật chất nào đó. Cầu nguyện tha thiết rồi cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài thì hắn đã cầm lấy thánh giá, hôn thánh giá, và Teresa biết đó là sức mạnh lời cầu nguyện của chính mình. Cái lời cầu nguyện của chúng ta đi dõi theo bước chân của Chúa Giêsu để cầu nguyện cho người này người kia là có sức cứu rỗi các linh hồn. Thánh Teresa nói là cúi xuống cầm một cái kim với tình yêu mến, với lời cầu nguyện có thể cứu được linh hồn này, linh hồn khác. Đi khắp nơi loan báo tin mừng bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần và bằng cặp mắt trái tim dõi theo bước chân của Chúa Giêsu, đi khắp nơi đến tận cùng trái đất. Nhưng mà trước tiên mình phải nhớ đến những khuôn mặt sống chung quanh mình, không xa xôi gì, hàng xóm láng giềng,
những người chúng ta gặp hàng ngày ngoài công sở nhiều lắm. Có rất nhiều người chưa biết Chúa Giêsu và họ sẽ trách mình. Chúng tôi thấy rằng là mình thiếu một điều rất lớn. Đó là Đức Giêsu gặp gỡ Ngài để chung sống với Chúa, mà các ông, các bà không hề làm chuyện đó cho chúng tôi biết. Bước qua đời sau họ sẽ trách móc mình: tôi là láng giềng của ông, của bà mà, tôi là người ông bà gặp hàng ngày mà, tại sao để cho tôi không ở trong cái sự vô tri như vậy? Phải nhớ đến từng khuôn mặt. Khuôn mặt đó tên là gì? Tên là A, tên là B, tên là C, ở bên cạnh mình đây, ở trong cái công sở của mình đây. Nhớ đến những khuôn mặt rất cụ thể đó để mà cầu nguyện cho họ và làm chứng về Chúa Giêsu cho họ, để họ thấy rằng trong bản thân của tôi đây có Chúa Giêsu êm đềm, vui vẻ, hạnh phúc. Chúa Giêsu thúc đẩy tôi yêu thương, phục vụ rất khiêm tốn, rất dễ thương với mọi người. Cảm nhận có một cái đấng nào đó đang ở với mình. Và khi thuận tiện thì mình kể chuyện về Giêsu cho họ. Bằng không họ sẽ trách móc mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa cho chúng ta được chia sẻ cái vinh dự lớn lao chung chia việc loan báo tin mừng với Chúa Giêsu. Và chúng ta đón nhận ơn Chúa Thánh Thần để mà đồng hành với Chúa Giêsu, cặp mắt của mình luôn dõi theo, đêm ngày dõi theo những bước chân của Chúa Giêsu. Bản thân của tôi ở đây đâu có đi đâu được, ở trong cái khu vực này làm sao tôi có thể truyền giáo được? Thưa, tôi cứ nhìn theo lại Chúa Giêsu, bây giờ Chúa đang đến với người này người kia, con dõi theo và con cầu nguyện tha thiết cho người này, cho người kia, cho những khuôn mặt cận kề ở đây chưa biết Chúa. Và rồi chúng ta cũng cộng tác với mọi người khác, cộng tác bằng cách đóng góp của cải của mình, giáo hội này, dùng những cái của cải đó để giúp cho giáo hội ở nơi này nơi kia để mà thực hiện việc bác ái yêu thương, loan báo tin mừng. Và chúng ta tận dụng những cái phương thế hiện đại để kể câu chuyện về Chúa Giêsu. Chúng ta kể những câu chuyện về Chúa Giêsu thực hiện những điều kỳ diệu nơi người này, nơi tín hữu này, tín hữu kia, nơi gia đình của mình, nơi cộng đoàn của mình, nơi giáo xứ của mình. Kể những câu chuyện đó bằng những cái bài viết, bằng những hình ảnh, bằng những audio, đưa lên mạng xã hội chẳng hạn, dùng những phương tiện truyền thông rất mãnh liệt, rất là tốt của thế giới hôm nay, để qua đó biết bao nhiêu người thấy được những điều kỳ diệu Chúa thực hiện. Không biết tận dụng những phương tiện truyền thông của ngày hôm nay thì giáo hội cũng nói rằng chúng ta chưa chu toàn nhiệm vụ loan báo tin mừng. Xin Chúa cho chúng con tha thiết với việc giúp cho người khác gặp được Chúa, và qua đó chúng con mới thực sự là có tình yêu đối với tha nhân, với Đức Giêsu đấng luôn cận kề yêu thương chúng con. Qua đó chúng con chu toàn cái nhiệm vụ của mình để làm cho tất cả mọi người trên thế gian này, cũng như là những người cận kề bên chúng con, được cái hạnh phúc gặp được Chúa, được bình an trong Chúa ngay từ bây giờ, và được vinh quang với Chúa ở đời sau. Mời anh chị em đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin.